trình tấm bánh nghĩa tình của sinh viên Đại học Đại Nam diễn ra sáng nay đã mang đến cho bệnh nhân hiểm nghèo những tình cảm yêu thương của cộng đồng. Cả sân trường rộn rã, hàng trăm sinh viên bận rộn cho những chuyến hàng mang những tấm bánh nghĩa tình đến với bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện ca, viện huyết học truyền máu trung ương. Mọi công việc chuẩn bị đều được các em làm với cả tấm lòng yêu thương và chia sẻ. Với các em, đây là công việc thật ý nghĩa và được mong đợi mỗi khi mùa xuân về. Bọn em có mặt ở đây từ ngày hôm qua và bắt đầu rửa lá rồi chuyển củi rồi gói rồi vo gạo các thứ từ tối hôm qua đến khoảng 10 giờ tối hôm qua là bọn em đã chuẩn bị xong và sáng nay đến sớm. Em nghĩ là bánh chưng là một cái món ăn truyền thống của dịp Tết ạ. Thì chắc là ai mà đến cận Tết thì nhận được tấm bánh chưng một món quà gần Tết thì rất là vui đấy ạ. Là một trường đại học ngoài công lập của Hà Nội có nhiều thành công trong công tác đào tạo, Đại học Đài Nam luôn hướng sinh viên đến những hoạt động vì cộng đồng. Điều đó không chỉ có ý nghĩa trong trách nhiệm giáo dục toàn diện, sâu xa hơn, nhà trường còn gửi gắm ở sinh viên của mình những công dân của tương lai kỳ vọng về những người giỏi giang về kiến thức, luôn biết yêu thương và chia sẻ. Thế hệ trẻ ngày nay, tuy rằng cuộc sống có đầy đủ hơn, sôi động hơn, nhưng mà các em vẫn hướng về cái Tết cổ truyền của dân tộc với một cái ý nghĩa thiêng liêng hơn rất là nhiều, đó là sự sẻ chia, yêu thương và đùm bọc những cái mảnh đời kém may mắn. Và đây là năm thứ tư trường Đại học Đại Nam chúng tôi tổ chức cái chương trình tấm bánh nghĩa tình để muốn hướng sinh viên của mình vào những hoạt động cụ thể, đó là mỗi khi Tết đến xuân về thì mang mùa xuân đến với những cái mảnh đời bất hạnh bằng những tấm bánh chưng xanh. Một căn phòng chật kín bệnh nhân, rất nhiều trẻ em bị mắc bệnh nan y. Món quà tuy nhỏ bé nhưng với những gia đình đã khánh kiệt sau nhiều tháng ngày điều trị, nó thật đáng trân trọng. Đó là tình cảm, là tấm lòng, là thông điệp về sự ấm áp và không cô đơn. Để mọi người mọi nhà đều được vui xuân đón Tết cổ truyền dân tộc, đặc biệt là đối tượng chính sách và người có